Rồi, hôm nay lên cho anh em con đồng nha anh em, đồng pha thổ nha. Đồng pha. Nhảy lên cầu cái mày. Con này là con đồng pha thổ nha. Con này kèm thưa chứ không có dày nha anh em. Con này gù cứng nha. Con này kèm thưa nha. Nói chung này nó kèm thì nó cũng nghe được. Con chim này rất là to con anh em, bự con lắm. Mới cho tắm mưa giờ đem mới đem vô. Đông đuôi còn ướt. Đó, con này là con đồng pha thổ. Anh em nào xem ấn cái thẻ alo nha. Bộ cồm con này là cồm đen nha anh em, nền cồm đen. Nền cồm đen nha, con này gù dữ lắm ạ. Con này là con bổi nha. Lông trắng tươi. Anh em nào xem ấn thẻ alo. Con này là siêu to nha anh em, rất là bự con nha. Cái nghiêm con mày làm để chảy vòng vòng thôi mày. Mày nhảy lên. Nhảy lên coi. Quay ở đây. Quá bồ cồm. Nên mình xem ơn thẻ luôn nha. Con này nó lẹ miệng. Kèm thưa lẹ miệng. Được dàn gục rất là tốt. Bự con. Bộ cơm nền cơm đen nha. Khủng lồ. Khổng lồ. Rồi anh em nào xem nó ưng thì alo.